Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Như vậy là chúng ta vừa kết thúc phiên giao dịch của ngày thứ hai, thì phiên ngày hôm nay chúng ta có một số các cái tín hiệu kỹ thuật. Chính vậy nên là kết thúc phiên giao dịch thì Hùng sẽ làm một cái bản tin ngắn để chúng ta cập nhật lại xu hướng của thị trường. Thì bản tin video số 184 thì chúng ta đã phân tích tình hình thị trường tuần từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 7 của cái tuần đầu tiên của tháng 7. Và hiện tại thì sau khi mà chúng ta kết thúc cái phiên giao dịch của ngày thứ hai thì chúng ta sẽ nhìn nhận lại cái bộ ba tham số chung của thị trường, chỉ số VN Index, chỉ số VN30 và chỉ số phái sinh. Thì nhìn chung là chúng ta sẽ nhìn qua một chỉ số đầu tiên, đó là chỉ số VN30. Thì hiện tại trong phiên giao dịch ngày hôm nay, ngay từ đầu phiên thì chỉ số này chỉ test nhẹ lại ở khoảng quanh vùng trên 1.120 điểm, tức là cái biên 1.120 đến 1.115 chính thức là trong phiên giao dịch ngày thứ hai tương đối là ok. Như vậy là tạm thời thì chúng ta đã đi qua một phiên rất là quan trọng, gọi là phiên bản lề. Thì tín hiệu kết phiên thì nó có thể nó đang có cái sự độ chùn lại của chỉ số VN30 ở đây. Như vậy thì khả năng cao thì phiên ngày mai thì chỉ số VN30 nó sẽ tiếp tục quay trở lại ở khoảng quanh vùng 1.120, tức là nó sẽ test lại một lần nữa ở đây. Và khi về đây, khi lực test thành công thì như vậy nó sẽ rất là ok. Còn đối với chỉ số phái sinh thì nhìn chung là phiên ngày hôm nay thì nó vẫn tiếp tục giữ được ở trên, tức là chúng ta còn nói đến cái vùng 1106 đến 1110. Và trong phiên đầu tuần thì nhìn chung là nó vẫn đang test tương đối đẹp ở trên, đây là trên đến tuần đấy chị nhá, đến đến giờ 115, 1115 và khoảng vùng 1117. Đó, thì hiện tại thì nó gần như là nó trong hai cái tuần gần đây thì nó đang đang đi được như thế này, thì đây cũng là một tín hiệu khá là tích cực đối với chỉ số phái sinh. Còn đối với chỉ số VN Index thì nhìn chung là tích cực hơn cả trong phiên giao dịch của ngày hôm nay. Như vậy là chúng ta có nói đến cái vùng 1120 đến 1122 các anh chị. Và trong phiên ngày hôm nay thì chỉ số index của chúng ta thời điểm đầu phiên thì nó đã tạo một cái gap tăng tương đối mạnh, và sau đó thì nó sẽ đi đi lấp gap và nó lấp lại đúng cái vùng 1120 đến vùng 1122. Và trên cơ sở sau khi mà nó lấp xong cái vùng này thì nó có hai cây nến giờ tương đối là tích cực, và chúng ta cũng đã thấy rằng là chỉ số RSI 60 cũng đã bắt đầu có cái sự phục hồi đi lên. Đó, chỉ số RSI bắt đầu có sự phục hồi đi lên ở trên nến giờ, và chúng ta thử xem đó chỉ số đường đường MACD. Thì đối với đường MACD ở đây các anh chị này thì chúng ta có thể quan sát ở đây đúng không? Và nó bắt đầu một nhịp chỉnh, và sau khi mà nó kết thúc nhịp chỉnh thì không nhầm đây là cái phiên mà ngày 20 tháng 6. Đúng không anh chị? Khả năng đây đúng không? Đúng rồi, chính xác luôn. Chính là cái nhịp 20 tháng 6 là cái nhịp mà Hùng có phân tích một bản tin ngắn, tức là tại thời điểm đó thì Hùng bắt đầu nhận diện thấy có gì ạ? Có một cái sự phục hồi rất là tốt của index, và đấy là thời điểm mà chúng ta cầm gì chúng ta mua đấy. Và trong phiên ngày hôm nay cũng như vậy, phiên ngày hôm nay thì chúng ta cầm gì chúng ta cũng mua đấy. Thì ở đây là tín hiệu đường MACD nó bắt đầu có cái xu hướng chuyển ngang, và kỳ vọng ở đây đó là gì? Kỳ vọng ở đây đó là cái tín hiệu này nó sẽ bắt đầu chuyển xanh của phiên ngày mai, thì đấy sẽ là một tín hiệu mà giúp cho chúng ta xác nhận cái sóng tăng của chúng ta nó tích cực hơn, và gọi là nó xác nhận có sóng. Thì ở đây nếu như chúng ta kẻ một cái đường trend line các anh chị nhé, thì đấy thì chúng ta thấy rằng là như vậy là cái xu hướng của index nó đang khá là ok. Và như vậy thì chúng ta sẽ cần cần gì? Cần là phiên phiên ngày mai, và phiên có thể là đến phiên giao dịch ngày thứ tư thì chúng ta sẽ phải cần index của chúng ta cần phải vượt thoát lại cái vùng ở đây, đó là vùng 1.130, thì đấy là một tín hiệu kỹ thuật hết sức là tích cực. Và trong buổi sáng ngày hôm nay, thì cũng đã 9 giờ 32 phút. Hiện tại thì dòng tiền mua chủ động khá là tốt, cổ phiếu chờ mua đang tăng. Sáng nay cho thấy dòng tiền sẽ sẵn sàng để chúng ta có những cái nhịp bắt đáy, đúng không anh chị? Và dòng tiền sẽ sẵn sàng để chúng ta bắt đầu một cái nhịp bắt đáy, và khi thị trường phục hồi và sau nhịp kéo gap ATO thì thị trường sẽ đi lấp gap xong thì anh em chủ động giải ngân khoảng 30% vị thế cổ phiếu đang có, bắt sóng hồi T cộng của phiên này. Thì sóng hồi T cộng có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta đang có cổ phiếu nào thì chúng ta sẽ mua cổ phiếu đó, và chúng ta chú ý là trong số những cái cổ phiếu mà chúng ta đang cầm thì chúng ta lại soi lại xem nhóm ngành nào mạnh nhất thì chúng ta sẽ mua nhóm ngành đó. Ví dụ trong phiên ngày hôm nay thì nhóm đầu tư công, vật liệu đầu tư công và nhóm nhóm thủy sản là tăng tương đối tốt, rồi là nhóm nhóm cảng biển, rồi nhóm mía đường, rồi nhóm 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 nông nghiệp đó, ví dụ như vậy.
thì dự kiến là gì? VN30 sẽ lấp gáp ở vùng 1121 đến 1123 và index sẽ ở quanh 1122, đây là vùng dự kiến để chúng ta ăn. Ai có cái gì ăn cái đó, hàng ai có cầm hàng gì thì ăn hàng đó. Còn phân vân thì chat hỏi luôn. Và lưu ý đó là sóng hồi T cộng diễn ra rất nhanh, do đó chúng ta chỉ có một điểm mua đẹp. Đó chính là lúc thị trường có bắt đầu xuất hiện một cái tín hiệu sóng hồi, chính là thời điểm hiện tại. Và phiên ngày mai thì nó sẽ xác nhận có sóng, tức là trong cái trường hợp là nếu như nó xác nhận sóng hồi thì phiên ngày mai cái điểm mua nó sẽ rất là mạnh mẽ trong phiên ngày mai. Và các cái điểm mua trong sóng hồi thì phải dứt khoát quyết đoán, và ai có hàng gì thì mua hàng đó, cân từ 30 đến 50% tỷ trọng tùy mức độ chịu đựng rủi ro. Nếu ai mua đúng thì yên tâm nắm giữ chờ chốt, tức là nhịp 20 tháng 6 thì chúng ta mua đúng và chúng ta yên tâm chúng ta chờ chốt. Nếu mua sai thì chúng ta lấy hàng sẵn có ở trong tài khoản, chúng ta bán ra ngay để đảm bảo rằng là cái tỷ lệ tiền mặt trên cổ phiếu trong tài khoản không có biến động nhiều. Tức là ví dụ như chúng ta mua vào 300 cổ phiếu A thì có thể là nếu xu hướng không đúng, thị trường không đúng, cổ phiếu không đúng thì chúng ta sẽ bán ra 300 cổ phiếu A để chúng ta đảm bảo cái tỷ lệ tiền mặt trên cổ phiếu trong phiên ngày hôm nay và sau phiên ngày hôm nay thì chúng ta không bị gì ạ, không 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 bị không bị bị biến động quá lớn. Và cùng với đó thì chúng ta cần phải thêm một cái tín hiệu củng cố sóng hồi T cộng, đó là gì? Đó là thanh khoản các anh chị. Thanh khoản thì tại thời điểm đó thì cũng đang chụp cái thanh khoản trước 10:30, thì cái thanh khoản đó lúc đó 9:55 chuẩn bị 10 giờ thì nói chung là thanh khoản nó chỉ mới xấp xỉ là bằng cái phiên giao dịch của ngày thứ sáu thôi, chứ nó chưa tiệm cận được cái trung bình 21 phiên trung bình tháng. Như vậy thì chứng tỏ là trong phiên ngày hôm nay thì dòng tiền cũng hơi hơi kém, và sau đó thì cũng có phân tích một số đấy, ví dụ các cái nhóm mà chúng ta có thể bắt hóa chất phân bón cực kỳ tốt, cảng biển tốt, phân nạm tốt, cổ phiếu nông nghiệp tốt, đầu tư công hạ tầng VCG và C2 đấy đang lít dòng, cổ phiếu vật liệu đầu tư công có KSB hôm nay tăng tốt, bất động sản công nghiệp xanh nhẹ, và đặc biệt là cũng có phân tích cho các anh chị chi tiết của nhóm ngành thủy sản. Thì như vậy là chúng ta thấy rằng là ok đúng không ạ? Thì bây giờ Hùng sẽ phân tích cho các anh chị chi tiết của cái nhóm ngành này. Thì trong cái thời gian vừa qua trên bản tin tuần thì gần gần như là Hùng không có thời gian để có phân tích được cái nhóm ngành thủy sản đâu, nhưng mà trong các cái bản tin phụ, các anh chị lưu ý trong các cái bản tin phụ thì gần như là Hùng có. Đây này, ví dụ các cái bản tin phụ, bản tin ngày này đó thì như là có phân tích thêm cái nhóm ngành thủy sản, nhóm ngành phân bón, nhóm ngành hóa chất, đấy cũng là những cái nhóm ngành rất là tốt nhưng chúng ta không có thời gian để chúng ta phân tích. Còn các anh chị nhìn thấy đây đây là một cái theo dõi thôi, một cái theo dõi khá là chi tiết về cái lực mua chủ động và lực bán chủ động. Thì trong phiên giao dịch ngày 20 tháng 6 thì cái lực mua chủ động khá là tốt. Cái lượng chờ mua nó đạt 138, và đến phiên ngày 20 tháng 7 thì cái lượng mua, tức là sau khi mà cổ phiếu chờ mua xong thì nó phải đạt điểm mua, và khi nó đạt điểm mua tức là có nghĩa là dòng tiền đã xuống tiền mua nó đạt 75, thì kể từ đó thì chúng ta bắt đầu có một sóng hồi. Và trong phiên ngày hôm nay, phiên ngày thứ hai ngày mùng 7 tháng 3 thì khả năng là cái kịch bản nó đang có xu hướng lặp lại, mặc dù phiên ngày hôm nay thì nó chỉ chớm thôi, nhưng chúng ta sẽ cần xem là phiên ngày mai thì cổ phiếu chờ mua, cổ phiếu mua và các cái tín hiệu kỹ thuật của dòng tiền nó có tăng đột biến hay không để chúng ta củng cố thêm cái xu hướng của sóng hồi. Và trong trường hợp nếu như những cái thông số kỹ thuật mà chúng ta tăng đột biến thì chúng ta sẽ có thêm cái cơ sở để chúng ta vào tiền mạnh mẽ hơn đó ở phiên giao dịch ngày mai. Và nói chung Hùng lưu ý với các anh chị, sóng hồi nó rất nhanh nên chỉ có phiên ngày hôm nay và phiên ngày mai, đó là hai phiên mà nhà đầu tư nên tận dụng để chúng ta bắt đáy. Còn sang phiên giao dịch ngày thứ tư, ngày thứ năm khi thị trường đã hồi lên, đã tăng lên rồi thì chúng ta hạn chế, bởi vì khi đó thì cái mức độ rủi ro của chúng ta nó sẽ lớn hơn rất là nhiều. Thì đây, đối với nhóm ngành thủy sản thì chúng ta có 5 mã cổ phiếu tương đối là tốt, và chúng ta liên tục có một cái dòng thời gian khoảng đâu đó từ đấy, từ tận tháng 1 này, tháng 2 này, tháng 5 này, tháng 6 này, mùng 8 tháng 6, và cái điểm gần nhất ở đây là 22 tháng 6 và cách đây 6 ngày và cách đây 5 giờ, chính là buổi sáng ngày hôm nay thì cách đây 5 giờ cũng có phân tích lại. Thì trong cái nhịp vừa qua thì chúng ta chủ đạo là chúng ta có đánh một số các mã cổ phiếu IDI. Thì ở đây anh chị này, chúng ta sẽ nhìn thấy là IDI chúng ta cũng đã có một cái nhịp phục hồi, một nhịp phục hồi và nhịp tăng khá là tốt. Nhịp này thì cũng đánh giá rằng là IDI cái lực cầu của dòng tiền đang đánh cổ phiếu này tương đối là ok. Và hiện tại ở đây thì chúng ta tuần trước chúng ta có vùng 12.3, 12.6 là vùng hỗ trợ kỹ thuật khá là tốt, và mục tiêu đánh lên vùng 13.5 đến vùng 14, đây này đều nó có hết đấy.
Đấy, cách đây 6 ngày thì nhóm thủy sản là khuyến nghị các anh chị đánh này, ngày 22 tháng 6 này. Thì ví dụ như là ngày 8 tháng 6 thì đã có phân tích để mà mua thêm ở vùng 12.7 đến khoảng vùng 12.8. Đó, những cái vùng hỗ trợ cực kỳ là tốt. Đây 12 đó, 12.6, 12.3, tức là những cái vùng vùng hỗ trợ rất là tốt để cho anh chị thu gom. Đấy là những cái vùng hỗ trợ mạnh. Và mục tiêu thì ví dụ chúng ta sẽ có những cái giá mục tiêu, ví dụ như xu hướng sẽ công cảm 13.5 đến 14, bay 14 cộng thì chúng ta sẽ phân tiếp. À, sẽ phân tích tiếp. Và khi 14 cái vùng 14 cộng mà nó break được thì chúng ta sẽ ngắm đến vùng 15 15.5, tức là chúng ta phân tích rất là từ tốn, rất là đúng cái ấy chứ chúng ta không có gì vội vàng cả. Đấy 13.5 đến 14 đây là cái cản rất là mạnh và các anh chị nhìn thấy đấy. Nhịp một nó công đến cản 13.5 và nhịp vừa rồi trong tuần trước thì nó đã công lên đến 14 và nó bắt đầu nó chỉnh cung. Vậy thì khi chúng ta nắm được cái biên hỗ trợ kỹ thuật là 12.7. Đó, vùng 12.5, 12.3, 12.7 ở đây là vùng hỗ trợ thì như vậy là chúng ta hiện chúng ta tập trung để chúng ta cân. Và trong cái trường hợp khi chúng ta nhận diện rằng à như vậy cổ phiếu lên đến vùng 14, 13.5, 14 là vùng kháng cự thì lên đến vùng đấy là chúng ta chỉ canh chốt thôi, chúng ta không có mua. Và đó thì với những anh chị em mà ví dụ mua 14 thì khả năng phiên nay chúng ta sẽ bán đúng đáy. Trong khi đó thì ông Lê đã bắt đầu khuyến nghị là hôm nay có cái gì thì chúng ta mua cái đó. Thì như vậy là chúng ta vô hình dung là chúng ta không nắm được cái quy luật vận động của thị trường, quy luật vận động cổ phiếu thì gần như chúng ta sẽ đi lệnh, nó sẽ rất là trái lệnh luôn, tức là chúng ta luôn đi lệnh ngược. Các anh chị sẽ hiểu như vậy, chúng ta sẽ luôn đi lệnh ngược đó. Vậy thì cái câu chuyện là chúng ta nắm được đâu là hỗ trợ, đâu là kháng cự và cái xu hướng vận động cổ phiếu như thế nào thì nó sẽ rất là ok. Thì trong phiên ngày hôm nay đấy lúc 10 giờ sáng nay là khuyến nghị các anh chị mua thì đấy ở vùng 28 13 rất là tốt và đây là bắt đầu nó có một cây nến hồi. Khả năng thì cái xu hướng kỹ thuật là nó sẽ tiếp tục hồi thôi bởi vì thị trường nó đang khá là ok. Cổ phiếu ASM, ASM thì cũng đã phân tích một cái chiều dài tương đối là dài đối với mã cổ phiếu này và hiện tại thì nó cũng đang gặp một cái vùng cản tương đối mạnh. Ở đây các anh chị nhìn thấy một cái vùng cản tương đối mạnh đây, từ khoảng vùng 11.5, từ vùng 11 đến 11.5. Tuy nhiên ở trên cái góc độ kỹ thuật ở đây thì nó có vùng 10.2 đến vùng 10.4. Ở đây nó tương đối là tốt các anh chị và chúng ta thấy rằng là trong 2 3 tuần giao dịch gần đây thì cứ chạm về khoảng vùng 10.5 là cổ phiếu bắt đầu bật lên và phiên đến phiên ngày hôm nay thì chúng ta bắt đầu gì ạ? Chúng ta bắt đầu khuyến nghị mua vào và đây là một cây nến cực kỳ happy luôn, đóng cửa vùng 11 như vậy, cây nến cực đẹp. Đây là một cây nến hammer các anh chị, cây nến hammer. Đó, nó test đẹp ở vùng hỗ trợ và sau đó nó đóng cửa vùng cao nhất ở trong phiên thì đấy là một cây nến cực kỳ đẹp. Thứ ba đó là cổ phiếu CMX. Con CMX này thì cái tính đầu cơ nó khá là cao và đối với CMX thì các anh chị lưu ý là trong cái giai đoạn này thì chúng ta nên đánh dài và chúng ta gom dài. Thế thì khi mà chúng ta xác định được cái tâm thế và vị thế như vậy rồi á thì chúng ta sẽ nên chọn các cái vùng hỗ trợ kỹ thuật để chúng ta cân các anh chị. Các cái vùng hỗ trợ kỹ thuật để chúng ta cân. Và hiện tại thì chúng ta nhìn thấy là cái con CMX này nó đang đi tương đối là rõ sóng các anh chị nhé, tương đối rõ sóng và bây giờ duy nhất cản của nó là cản 10.2. Cản 10.2 và chúng ta nhìn đây này, cái cách đi của CMX rất là hay luôn. Chạm 10.2 nó chỉnh này, rồi lên nhá. Xong đó kéo lên này và kéo lên này và đỉnh này. Thì đỉnh này kéo lên và cái điểm này chính là cái điểm mà chúng ta gì ạ? Bắt đầu khuyến nghị ai có cái gì thì bán cái đó và sáng ngày hôm nay thì phân tích luôn đích thân luôn cái nhóm ngành thủy sản luôn. Về tại thời điểm đó thì mình nhìn thấy là cái thủy sản nó đang rất là ok và dòng tiền thì vẫn đang tiếp tục, tức là sóng ngành thủy sản thì vẫn đang tiếp tục tiếp diễn ở nhóm ngành này. Đó và cũng như vậy thôi thì CMX đóng phiên đó sáng nay thì nó test nó rất là đẹp luôn ở cái biên 9395 và đóng cửa phiên 10, tức là cũng một cây nến hồi rất là đẹp. Tất nhiên nhịp này thì chúng ta đang chủ yếu là phục vụ sóng hồi, vậy thì sóng hồi này khả năng nó sẽ kéo lên khoảng vùng 10.5 và chúng ta đang kỳ vọng là CMX ở nhịp này thì CMX sẽ đánh vượt lên vùng 10.5, sau đó test lại vùng 10 ok và bắt đầu từ đây thì nó mở một cái trang kỹ thuật như này thì đấy sẽ là rất là đẹp. Tiếp theo đó là cổ phiếu ANV. ANV thì đến thời điểm hiện tại là cũng rất là ok rồi. ANV thì trong một cái giai đoạn vừa qua là nó cũng đã có một cái nhịp sóng hồi từ vùng 15 và sau đó nó đánh lên khoảng vùng 30, 30 xong đó nó chỉnh dập dìu anh chị này và sau đó thì nó đỡ trên một cái đường trendline. Nó trên một cái đường trendline và nó tích lũy thành công, theo quan điểm của Hùng là thành công đấy. Như thế là thành công ở vùng 32 đến khoảng vùng 33. Và đến thời điểm hiện tại thì nó cũng bắt đầu gì ạ? Bắt đầu có những cái nhịp sóng rất hay, theo quan điểm Hùng như thế này rất hay và trong phiên ngày hôm nay thì cực hay rồi. Tức là nó đã vượt thoát lại được ở vùng 37 cộng, như vậy là cực kỳ là ok. Và chúng ta thấy rằng là cái cách đi của cái cổ phiếu ANV nó cũng đi chậm.
nó đi chậm nhưng nó đi đến đâu thì nó xây chắc đến đó, các anh chị nhìn thấy đây đó. Và đây là một nhịp mà nó test test mô hình hai đáy này, một đáy đây một đáy đây, và như vậy là cái vùng 33 32 đến 33 rất là ok. Và sau đó thì nó tiếp tục nó test nhẹ trên cái đường trendline, và đây là một nhịp gì ạ mà ANV bắt đầu gì ạ, bắt đầu vượt thoát. Và tín hiệu ngày hôm nay trong phiên sáng ngày hôm nay thì cũng có khuyến nghị đây, ANV thì đang khá là ổn, và cái vùng 36 36 5 khuyến nghị tất cả tài khoản mới và tài khoản cũ thì chúng ta vào. Và kết phiên thì ANV cũng đóng cửa ở gần cao nhất 37.45, rất là ok. Cổ phiếu thứ năm trong cái nhóm này đó là cổ phiếu V Vĩnh Hoàn, VHC. VHC thì không có gì phải phải tranh cãi ở đây cả. Thì VHC cũng khá là đẹp. Thì quay trở lại cái câu chuyện về VHC, đó là chúng ta có phân tích ở ngày mùng 8 tháng 6. Ngày mùng 8 tháng 6, không phải ngày 22 tháng 6 thì khả năng đúng hơn. Tức là chúng ta có phân tích cái xu hướng của ngày mùng 6 tháng 6, ngày mùng 6 tháng 6 đây anh chị, ngày mùng 6 tháng 6. Thì VHC hiện tại đang đi vận hành trong mô hình tam giác nhỏ này và đang tiến tới cản 62 đến cản 62.5 để chúng ta chờ đánh giá thêm. Xu hướng lấp lại ở vùng 58.5 đến vùng 59.3, tức là tại cái thời điểm ngày 6 tháng 6 thì chúng ta cũng đã ngắm cái xu hướng của cổ phiếu VHC ở trong một cái mô hình tam giác nhỏ ở đây và cản 62 ở đây các anh chị, và cản 62 ở đây. Thì sau khi mà phân tích ở vùng đó thì chúng ta đây này, ngày mùng 6 nó nằm ở đâu đây này. Thì chúng ta có đây cái điểm 58.5 đến vùng 59.3 đây các anh chị. Đây, rất đẹp. Sau khi nó vượt thoát lên ở trong một mình tam giác nhỏ thì nó quay lại nó test. Và trong tuần vừa qua thì nói chung là nó cũng đi được bên 64.5 65.5, và phiên ngày hôm nay thì một lực cầu trên 3 triệu cổ phiếu trên một phiên và tăng kịch trần. Đó, tức là từ phiên sáng đến phiên chiều đó thì chúng ta đã có những cái quãng thời gian rất là ok đúng không ạ? Và đối với VHC cũng như vậy thôi. Mua chúng ta mua chậm, không phải mua chậm đâu, mua phiên nay thì canh chỉnh nhẹ vào vị thế quanh vùng 67, các tài khoản đang cầm cũng chủ động ăn thêm. Tức là mua mới mua cũ gì đều được, bởi vì cơ bản là cũng đang khá là tốt, và VHC Vĩnh Hoàn thì nó cũng đang mới bắt đầu chớm một cái sóng tăng. Và các anh chị nhìn thấy là những cái mô hình mà nó đi như này thì nó sẽ rất là ok đó. Đấy. Và khả năng nó sẽ ít nhất là nó cũng sẽ bằng được đỉnh bên này, tức là khả năng nó sẽ kéo lên khoảng vùng vùng 85 đến vùng 90. Và khi kéo lên đến vùng này là ok rồi, chúng ta đã có một cái nhịp sóng hồi tương đối là tốt. Như vậy thì hôm hôm nay còn có nhiều nhiều nhóm tốt lắm ấy, nhiều nhóm tốt lắm, ví dụ như VCG cũng hồi này. Đó, VCG cũng cũng hồi. Đầu tư công hồi FCN đó, nói chung là nó có những cái điểm hồi. Như vậy thì sau cái điểm mà xác nhận sóng hồi ngày hôm nay thì nó sẽ phải cần thêm cái tín hiệu đó là mua, nó phải vào đó. Thì chúng ta lưu ý nhé, như vậy thì chúng ta nhìn lại đánh giá cái điểm nhấn của thị trường ở trong thời điểm hiện tại, đó là đối với chỉ số VN Index thì chúng ta lưu ý đến vùng 1120 đến 1122, và đây là cái điểm nhấn rất là quan trọng của thị trường. Để mà đi được tiếp, để mà hồi được tiếp thì cái mốc này nó cần phải giữ vững. Ok, thì bản tin ngắn thì chúng ta chỉ nói như vậy thôi, và chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi thêm các cái tín hiệu kỹ thuật trong phiên giao dịch của ngày thứ ba để chúng ta đánh giá thêm. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả anh chị em trong các cái bản điểm tin ngắn tiếp theo.